đi con. Trời ơi Nga ơi, Nga bà đốt tôi đi Nga. Làm hả? Giống như Linda Trăng Đài giờ là cũng cứ 21 chứ 18 lần. Thank you Joseph. Happy birthday to me. Happy birthday to me. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to me. À đây nè, cái bánh kem rất là đẹp nha cả nhà. Này happy birthday Leon Vũ. Happy birthday Leon Vũ. Happy birthday chị đi. Bữa giờ là mấy lần happy birthday Leon rồi, ngày mai nữa. Hôm nay là cái lần thứ 109 rồi, ngày mai là sẽ 110 nha cả nhà. Dad, I didn't know you sing that. Ôi, 15 tuổi luôn á Cáp. I'm 15. I'm a little older than you are. 2 years older than you are. Cái bánh này nó in riêng cho mình á. Ừ, Si làm đó nghe. Ơi, con ăn luôn cả Leon luôn vậy con. Ủa, cái bánh Leon ăn được không hả? Ừ. Cáp nè, ăn nó ăn tàn nát Leon luôn. Nè. Nghe. Dạ. Nó móc cái số. Trời ơi, Cát ơi, cái bánh của chú Leon mà mềm. Tan tành xíu quắp luôn, đổ Cát mồ hôi. Cát con cho bạn ăn cái nữa rồi con. Con ăn cái bánh mà đổ mồ hôi hột cái bánh luôn Cát. Cát không? Nè. Cát không để xin đĩa. Cát đi cưng, Cát đi. Ồ, Leon nhận được chậu hoa xinh quá. Của Leon hay anh chị. Vậy chứ về mai mốt cái làm sao nở hoa tiếp nữa chứ không có bỏ. Tiếp nữa. Happy birthday. Happy birthday Leon nè. Happy birthday. Thank you, thank you Frank Pop nè, thank you chị Cindy nè. Rồi dậu đứa coi. Có ai ta Cindy Nhi dậu mùng tơi, thank you. Đây là chậu này là chậu thứ hai from fan club gửi cho Leon. Hello anh Leon. Trời ơi, thấy cái quần đẹp không nghe? Trời ơi, cái quần đẹp à? Rồi, vô đứng với vậy? Đứng với bà chứ. Nè, quà sinh nhật Leon mua hồi chiều ở shop VIP mà quên, Leon quên lấy nè. Ồ, tại sao bữa nay không có làm cái bảng happy birthday cho chồng em? Ủa chồng? Ủa vợ đó hả? Trời, chồng em. Ủa mà sao không làm vậy Leon? Tại vì bao nhiêu chục cái birthday rồi làm riết mắc cỡ quá à. Hồi đó mới có 25 mà làm nhiều cái lên thành 80 là chết luôn. Làm nhiều quá người ta nói. Hôm nay mới lộ diện bà xã của Leon Vũ. Mình không phải là người nổi tiếng, nó không có chịu bỏ lắm. Đúng rồi, nó tỷ, đúng ra người ta có lòng, người ta tự làm. Chị ơi, hôm nay là chương trình lộ diện bà xã mới của Leon Vũ. Bà xã này cũ rồi, không có. Cũ lắm rồi nha. Cũ lắm rồi, giấu rất là lâu. Xài lâu lắm hả? Xài lâu nó mòn dữ lắm rồi. Có xài luôn hả? Bà liên, bà liên. Được xài không? Xài xong rồi cọ rửa, xong rồi xài tiếp. Vậy là bà có người em chồng, là chồng tôi. Hiểu không? Sao xài vậy tập thể vậy má? Chồng tôi. Em chồng của bà là chồng tôi. Đó, rồi bà đó. Là vợ tôi. Vợ tôi đó. Đó, hiểu không? Hiểu. Dạ, bất hạnh là vậy đó. Hiểu, cũng hiểu. Quay lại. Vậy Leon, tôi tặng nước hoa của Leon, chai nước hoa của tôi tặng Leon mấy trăm đô. Cái kiểu nó cắt vậy đó đó. Mà trời ơi, chị thấy áo chồng chưa? Chị tưởng nè, em nghèo quá nên nó cắt mất. Chị thấy áo chồng chưa? Nè, áo chồng chưa? Ôi, nè, cái này là vô mo chôm hột về gắn lên. Trời ơi. Đâu, cái này mua hột nghe, ở trong Mỹ Long rẻ muốn chết luôn nha. Trời ơi, sao muối. Leon, nè, cầm đi nha. Nãy giờ quăng trên xe nè, tôi trời trả lại chai baby có oil. Bao nhiêu cái bít có một cái. Dạ được. Bố có một cái tắc, có một cái bít đê mà nãy giờ chụp 8 tấm hình nó cứ bắt em cầm. Chai nước hoa tao mua tặng hồi chiều của mẹ có 600-700 đô mà không chịu cầm. Mấy ngồi môi vô đi. Sao lụm cắn quá, lụm trời ơi, nói mấy ngồi môi vô đi cái tự nhiên nó sẵn ngang luôn vậy trời. Ôi, em xin lỗi. Em nói là mấy chị vô đi mà bị tiếng Nga nhập em. Em quên, mấy chị vô đi, em quên. Nguyên một lần như kêu về ôm mô. Nghe vô luôn đi. Không, kêu tôi ôm mô tôi cũng vô, tôi con gái. Trời ơi, bà xạo. Bà bốc buồn, bà xạo đó. Bốc buồn bèn ra. Chị để đứng đi, chị để mấy tấm đứng. Dạ chị đứng, chị đứng máy thôi ơi. Chị đứng máy. Hai chị, trời ơi đẹp quá chị. Trời ơi chị cô này đẹp quá nè. Ôi, người đàn bà nấu ăn ngon nhất cả ly. Nghe đồ hôm nay tính làm bánh khọt phải không? Bữa nào làm phải nhắc em nha, để em qua ăn lại nha, ăn bù đó. Đó chị cô qua nè. Lại mới nói kìa, chuyện nào làm?
bánh còn. Trời ơi, cái gì mà chụp hoài vậy bà nội? Tỉnh tối cho cái yêu chồng dễ sợ luôn á. Ôi, bà đâu có làm gì được nữa đâu mà bà cứ cố gắng chi vậy? Được. Gửi đến số điện thoại là được. Nó lấy vợ rồi, nó không ưng mẹ hết vợ nữa đâu. Mẹ có nói với bà nghe rồi, cái này người vợ lâu ngày đấu kính bây giờ đem ra. Rồi mấy bà tấm tầm đi coi hình kìa. Mấy bà coi gì giống gì vậy? Chị cô nói chị đi giày gì vậy? Giày này vừa rồi em mới đi ra mua cho. Đôi này nhiêu chị? Đôi này có hai mấy nhiêu. Ủa chứ đôi mấy ngàn đâu? Đâu có, đôi này rẻ lắm. Để ba mặt này để đi chung với bộ đồ. Không mà dễ thương. Này ở gì Fendi đúng không? Olivia đó, chỗ mà trời chiều mình thấy cái mo đẹp. Đó là mắt thì mắt đó phải không? Qua đây. Đông quá à, 8.000 người luôn hả Leon? Đây nè nghe. Ủa đông quá vậy? 7.999 à. Leon ơi, tiệc này có ăn không chứ sao đói quá. Tiệc này make up, làm đẹp, chụp hình đi về. Vậy thôi hả? Nhậu đi về hả? Không có khả năng. Tụi em là không có khả năng đãi tiệc, tụi em chỉ tới chơi cho chị Gigi vui. Tụ tập vậy thôi hả? Vô mọi người. Trời ơi, tiệc mà tao nói cho ăn á. Cho uống rượu với lại ăn đậu phộng không mà trời. Chúc mừng sinh nhật của Lê Vũ. Chúc anh bộ đội mới lúc nào cũng thật là được nhiều sự yêu thương của mọi người. Không có bị chặt chém trên Facebook nữa. Dạ. Ngày càng được nhiều show nha anh. Và giữ mãi tình cảm của nhóm ca thanh gái ế nha. Xin mời quý vị cùng ra sàn nhảy. Có mình giờ còn có mình Thiên Nga ế à. Dạ. Xin mời quý vị cùng ra sàn nhảy với Bieber vòng tay người ấy. Dễ sợ thôi, chắc kỳ chị đưa 500 anh đưa cho Chiến để nó lại ga lăng cho mình hát nè. Trời ơi, chưa có một cái tiệc nào mà giờ này chưa cho ăn. Mời 8 giờ trời đó. Trời ơi. Ủa, đâu có định đãi ăn đâu trời. Chưa có cái tiệc nào mà vừa bước vô cửa cái nó nắm đầu nó kêu đưa bao thơ. Bao thơ cái quần gì xong mà nó không cho ăn luôn. Cỡ ăn mà, có ăn đậu phộng nè. Trời ơi, đúng nó đậu phộng nãy giờ ăn trộn rồi. Bây giờ nó kêu hát lấy gì hát trời. Cho mấy miếng tô bò mỏng ơi là mỏng qua đây cho nó đỏ lên. Ô bán nhạc trên đây nhanh chưa? Ủa bên nó có đồ ăn mà bên này chưa có vậy? Bên này hát bên cũng ngon nha. Cái bên đó có đồ ăn mà bên này chưa có trời ơi. Và anh Dũng chuẩn bị đấy. Bên này vẫn chưa có đồ ăn Leon ơi. Bên nhà muốn ăn gì kêu từng món lên từ bên kia nữa. Trời ơi. Bên nhà cả nhà. Rất cha. Trời ơi, chưa bao giờ mà đi một cái tiệc sinh nhật mà ăn một miếng thịt bò mà nó mỏng dách như tờ giấy vậy trời ơi. Bên bàn người ta ăn đồ ốc hươu mà bên này ăn tàu hươu không gì bà Leon. Rồi. Vinh nó biết cường nha, nó biết tạc kêu cái đồ ăn nó chỉ mà bạn không bỏ em không. Give me.
không biết tối nay cái chai Johnson Johnson này có đủ không, nhưng mà we do after party. Hey, after party. After luôn hả? Anh Michael coi bộ exciting ha. You hiding something from me. Cảm ơn gia đình mình, cảm ơn tất cả mọi người đã đến I Tango tối hôm nay. Thank you. Thank you everybody. Thank you I Tango. Thank you Thúy Nga đã đem gấu bông, gấu chúa, gấu mẹ, gấu con đến đây. Thank you Thúy Nga. Khi đôi môi em còn đỏ, em muốn nói em yêu anh. Khi men còn trong đời thơ, ai gần hôn anh đi. Khi con tim không còn trên đầm, khi ngày mai em thay thay. Em muốn nói em say tim đàn, vậy lại gần hôn anh đi gần, lại gần hôn. Chiếc mông công tua Nga nhảy không vô nhịp. Ôi
ơi con đường đất đỏ. Ủa sao hát tiếng khác rồi? Ôi mặt trời nắng đỏ. Ban nhạc cao su. Tự nhiên run ren con đường đất đỏ. Bà ơi bà. Sao? Bà tên dân tộc là tên gì? Anna Hờ Nhèm. Nhưng mà bà qua đây chơi. Vâng. Bà chơi mấy ngày rồi? Ôi mình đi được sau ngày rồi. Sau ngày mà ở đây vui không? Quá vui. Có ở đây là thấy có gặp được nhiều bà con ở đây không? Bà con mình ở bên Corona ở Greenboro nhưng mà sắp lớn. Còn ở Kli thì không có, con đi chinh thôi. Tên mà tên dân tộc của bà người ta gọi là cái gì? Ô, tên dân tộc của bà người ta gọi là Tem Nhem. Tem Nhem. Tem Nhem mà Tem Nhem. Bà nói không muốn lên, bà nó vẫn không lên. Không muốn xuống mà. Nó giống như, nó
lẽ là đã hiểu nhầm đó. Nãy giờ là em nghĩ anh không đó. Siêu Black anh nói là nó hát hay lắm. Em mua ấm, em mua sống với anh trọng đời như con bạc bạc. Bao nhiêu chàng trai ra đi từ đây. Bà Siêu Black kỳ gì quá. Bà ơi, vậy là bà qua đây bà không có thích gì ngoài cái thang máy nó cứ lên suốt ngày phải không? Ồ, thích lắm, nó xuống lên nó phê trong người mình. Vinh ơi, giống như Siêu Black đang hát à, đến khi lấy chồng chỉ còn cái này mang theo. Bà ơi, vô ai tango này nè, mình không có rượu cần uống buồn không? Mình làm cái này. Rượu kì. Anh biết cần mà không dám uống. Điều xoan nhịp nhàng dòng người sông xanh. Anh cứ sợ mình lại bắt nhau thôi. Hay quá ha. Bà ơi, bà nói một tràng tiếng qua vùng miền của mình đi. Mai cái thiên nga là rau anh buộc tờ Cali buộc trả thôn bằng đề bồn trâm thiên cái thiên nga anh sổ xôn là giờ thiên nga trung tập con tùm một tập lệ năng lạc xem nhung mà lơ ha bà đê lơ. Ủa cái gì nói cái gì hiu chánh liêm. Ủa cái gì mà Thúy Nga sập bà lây xong rồi cà lơ Thúy Nga về play tên nhà coi Siêu Black nuôi heo. À đó, từ ngày mà Siêu Black mà quay nuôi heo đó, Siêu Black cảm ơn quá trời. Em ơi, em lên em quay có mấy con heo của chị mà giờ chị chạy xô quá trời luôn Nga ơi. Vía đây quá là may mắn, đem may mắn. Dạ, đúng là Siêu Black nhắn tin hoài à. Nó là cảm ơn Thúy Nga mà chỗ Thúy Nga thì thấy chị Siêu Black có hoàn cảnh thì mình chạy lên mình thăm thôi. Trời ơi, mình mặc đồ truyền thống mà. Bữa đó mặc đồ truyền thống mà. Uổng là bữa đó không được gặp ba. Trời ơi, bà nhìn gặp ba là tôi. Không có, ba nhìn từ xa, ba nhìn. Ôi, Thúy Nga đẹp quá, không dám mặc tày. À. Ủa nhưng mà bữa đó bà có ngồi trong cái bữa ăn đó không? Không, ba nhìn từ xa thôi. Ba nhìn từ xa thôi. Ờ. Chứ bữa đó mà gặp bà là giỡn thấy bà luôn rồi. Bà thấy chị Nga đẹp quá mà không dám chào. Thấy người đi, bây giờ mình bắt tay chúc hết, chúc. Người vẫn là bắt tay với người kính nhá, người kính. Bắt tay đi kìa. Đây nè. Bắt tay chúc. Anh Thúy, trời ơi. Ủa trong đàn này có mình bà là người vùng cao đúng không? Đúng, mấy người này ở vùng thấp hết. Mấy người này là vùng thấp. Có sao đâu. Người ở trong nước nó xuống mà. Là vùng cao. Cái điếc mà là sướng lắm rồi đó. Đi trên thấp thôi. Đi trên trần. Phụ nữ là ở vùng cao, đàn ông là vùng thấp. Người dân tộc là nó thích, không thích thấp, nó không thích cao, nó thích ngang. Ra. Người dân tộc là thịt ra vô. Tại sao còn 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10? Ôi, bên đây rồi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tại vì ra vô nhiều quá. Thằng cha nó nói, con nó ra, cha nó vô. Mít. Mình phải nói là
người thượng, người thượng là cái cao. Ồ, thượng là thượng. Ủa sao người ta hát mình câu người thượng là mình xúc phạm không cơ? Người thượng là người trên cao ở trên núi. À, người thượng là người trên cao. Người thượng là cái cao người thượng. Đúng đâu mấy vậy đó. À, giống như người thân của thằng Thành. Năm mươi trước ha, đi xuống biển, 50 trước đi lên rừng má. Giống siêu black rồi. Chứ mua mặt đâu có giống. Mặt không có giống, nhưng mà cái cười của bà giống. Cái cười của bà giống lắm. Đây, hôm nay là cảm ơn bà của siêu black nha. Bà trò chuyện rất là vui. Bữa nay gặp nhau trên kênh Tố Mỹ. Dạ, lại gặp nhau trên đất Mỹ. Chị siêu black ơi, bà của chị cũng quậy không thua gì chị đâu chị ơi. Bà siêu black quậy không thua gì siêu black đâu nha. Rất là duyên dáng. Mà như cái... mấy cái người ở trên vùng cao họ họ giỡn dữ lắm. Đây bó hoa này của ai em xin trả lại. Đây của Vi hả? Đây, 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 đây. Dạ anh cho em gửi lại. Rồi, cảm ơn dạ cảm ơn bà nhiều nha. Còn có cái em ơi. Trời ơi chị ơi, chị mượn chi cái giày cũ của em rồi nó rớt te te tôi luôn. Không quan đi chị. Dạ cảm ơn, cảm ơn. Dạ. Đôi giày của tiếng Nga tốt dễ sợ. Dạ. Ôi chị quăng rác giùm em để đỡ nhục chị ơi. Nó chị phải bêu xấu chứ. Xin mời sinh nhật tiếp theo. Ủa hôm nay sinh nhật live show luôn hả? Em rất, chưa khai. Em rất là thích anh Chiến ngày hôm nay. Anh chúc cho anh Lê Anh Vũ càng lớn tuổi càng thành công. Cái đó là chị Nga nói thêm với em, chứ nói là chúc anh đi ngon này công càng xưa lớn chị ơi. Không cần lớn tuổi mới công, bình thường em đã công rồi chị Nga. Còn hai chị em có làm cà muôn sao giống nhau sinh đôi vậy? Giữa hai đứa mới Hàn Quốc về không? Thái Lan đúng không? Hàn Quốc anh. Dạ không, hai đứa sửa cùng một chỗ. Bây giờ sẽ là birthday của Amy. Dạ rồi, xin mời Happy Amy. Birthday to you. Happy birthday to you. Thank you em. Thôi hồi lúc bà còn ở trường tắm mưa, giờ bà đâu tốn bạc nào đâu mà bà la quá. Dạ không, thật sự là Diễm Liên với anh Leon á là mình biết nhau rất là lâu. Lâu từ cái thời mà anh chưa nổi tiếng và em cũng chưa có nổi tiếng luôn. Không có, không có, dạ không, em nói khi mà không là không. Tại lúc đó là... 22 năm rồi. Dạ, 20 mấy năm hả? Đừng có nhắc năm, năm ra mình già. Không, giờ mình mới 25 tuổi. Dạ vâng. Nhưng mà thật sự
tụi em thật Diễm Liên là không có khéo nói, nhưng mà thật sự em thì là em rất là quý anh Leon từ hồi xưa đến giờ rồi, không có nói nhiều. Nhưng mà hôm nay là tuần này là Diễm ế xô, không có xô, không ai mời hết trơn đó, tuần này bị ế. Thì thử ra là em có cái duyên, cái gì nó cũng phải có cái duyên đúng không ạ? À? Thôi đã đừng có nói, để em nói. Chẳng cố. Ok. Dạ. Dạ. Nhưng mà khi mà tới đây với anh Leon đó, thì Diễm Nghiên lại gặp rất là nhiều người bạn, gặp các anh, các chị mà từ hồi xưa tới giờ luôn á. Cho nên là thôi thì có bao nhiêu mình chơi bấy nhiêu đúng không ạ? Cứ vui đi, life is too short to enjoy it. Anh dư sư đúng không? Em cũng vậy thôi. Tối nay có bao nhiêu chơi bấy nhiêu. Anh ơi giờ đây em cần một bờ vai anh ơi, nhưng không cần anh lúc này để em có thêm tương lai. Cần một bờ vai anh ơi, nhưng không cạnh anh.